Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm món bánh giò. Bánh giò này thì mình tự pha bột và chỉ sử dụng hoàn toàn bằng bột gạo. Bánh mềm mịn rất là thơm ngon. Cách làm thì rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món bánh giò này nha. Bây giờ mình sẽ đi pha bột nha. Mai Khôi có ở đây là 250 g bột gạo. Bánh giò lần này mình làm thì chỉ sử dụng hoàn toàn bằng bột gạo thôi chứ không có pha thêm bột nào khác. Rồi mình cho vào đây là 1 lít nước lạnh và mình sẽ khuấy đều cho cái bột này nó tan ra nha. Sau khi khuấy cho bột nó đã tan hết rồi á thì mình sẽ lấy nguyên cái tô bột này nè, mình đem mình bỏ lên trên cái cân để mà mình cân xem là cả cái tô bột này nó có trọng lượng bao nhiêu gram. Đây mấy cô sẽ bỏ lên cân thì cái tô của nhà mình nó bằng thủy tinh cho nên nó nặng á các bạn. Thì mình cân lên là được 2630 g. Thì cái con số này á nó sẽ khác nhau nha các bạn, nó phụ thuộc vào cái đồ mà các bạn đựng bột nữa. Mình chỉ cần nhớ là mình cân lên nguyên cả cái tô bột này là bao nhiêu ha. Thì ở đây mấy cô sẽ nhớ con số là 2630 g. Còn nếu như các bạn không có cân á thì các bạn lấy cái viết các bạn kẻ lên cái đường mực nước ở đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào. Thì cái lượng nước các bạn cho thêm vào nhiều ít tùy ý, không có cái con số bắt buộc. Đó, mấy cô sẽ cho nhiều vào. Mình làm như vậy thì mình ngâm bột á, nó sẽ nhanh lắng cái bột xuống hơn, mình dễ tách được cái nước trong ở trên hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình để cho tô bột này nghỉ ở đây nha. Mình ngâm bột và cho nó lắng bột xuống đó. Đây, cái tô bột mấy cô cho nghỉ nãy giờ đó. Và khi mình thấy nó đã tách ra làm hai phần, tức là phần nước trong ở bên trên và phần bột nó lắng xuống ở phía dưới như thế này nè, thì bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước trong này đi ra nha. Các bạn có thể đổ hoặc là lấy vá múc, hay là có bạn chỉ Mai Khôi là lấy cái ống xi lanh á bơm ra cũng được. Nó các bạn làm cách nào cũng được hết để mình bỏ cái phần nước trong này đi. Sau khi bỏ cái phần nước trong bên trên đi rồi đó thì mình sẽ khuấy đều cái tô bột này lại và cho nước vào để ngâm bột tiếp. Rồi mình để cho bột nó lắng xuống, chia làm hai phần, phần bột phía dưới và phần nước trong bên trên, rồi mình lại bỏ cái phần nước trong đi. Thì cái động tác này mình làm ít nhất là 3 lần, còn nếu được thì các bạn làm 6 hoặc là 7 lần ha. Nói chung là nếu các bạn ngâm bột và thay nước cho bột nhiều lần á thì cái bánh của mình ăn nó sẽ rất là ngon. Đó, bây giờ mới khôi cho nước vào rồi thì bây giờ mình đậy nắp lại và tiếp tục ngâm cái bột này nha. Bây giờ mình đi làm cái phần nhân bánh giò thì Mai Khôi cho vào trong cái chảo này là 1 muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu nóng rồi đó thì mình sẽ cho vào trong chảo này là 4 muỗng canh hành tím băm nhỏ. Mình cho nhiều hành tím thì cái nhân của mình ăn nó sẽ thơm ngon. Rồi giờ mình sẽ phi cái hành này. Khi mà hành đã thơm và nó chuyển qua màu vàng á thì mình sẽ cho vào đây là 400 g thịt heo xay nhuyễn. Đó, thì các bạn dùng thịt mỡ nhiều hay là nạc nhiều tùy ý nha. Bây giờ Mai Khôi sẽ cho vào trong và mình sẽ nêm vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Rồi giờ mình xào cái thịt này. Khi mà mình xào thịt đã chín rồi thì Mai Khôi có ở đây là nấm mèo xay nhuyễn. Thì cái nấm mèo này mình có là 20 g nấm mèo khô, khi mà mình ngâm nở lên thì Mai Khôi cân được là 100 g. Rồi mình cho vào trong cái phần thịt này, mình đảo vài vòng nha. Cái này thì Mai Khôi không có xào cho nấm mèo nó chín kỹ là tại vì lát nữa mình còn hấp bánh á, Mai Khôi muốn ăn cái nấm mèo nó có cái độ giòn giòn cho nên mình chỉ đảo sơ vài vòng thôi. Rồi sau khi mình đảo sơ cái nấm mèo đó thì mình nêm vào đây là 2 muỗng cà phê nước mắm và cho thêm 1 ít tiêu xay nhuyễn để giúp cho cái nhân của mình nó thơm hơn. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên rồi tắt bếp luôn. Tắt bếp xong thì Mai Khôi cho vào đây là 1 hoặc là 2 muỗng canh hành phi giúp cho cái nhân nó thơm hơn và 1 muỗng canh dầu mè. Cái dầu mè này thì không có bắt buộc nha, bạn nào thích thì cho thêm vào. Rồi mình trộn đều lên, vậy là xong cái phần nhân bánh giò rồi đó. Bây giờ thì mình quay trở lại với cái tô bột. Cái bột này Mai Khôi ngâm và bỏ cái nước trong đi được 6 lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nước trong này đi là lần cuối cùng nha, để mình đi làm bánh luôn. Đó, mình đổ cái nước trong đi thì được cái phần bột như thế này. Bây giờ mình đem nguyên cái tô bột này mình bỏ lên cái cân và mình sẽ cho cái nước vào, làm sao cho nó về lại được cái số cân ban đầu, tức là lúc lần đầu Mai Khôi cân là được 2630 đó.
thì mình sẽ cho vào để nó lên được là 2630g. Và cái nước mà Mai Khôi cho vào lần cuối cùng này nè, thì Mai Khôi sử dụng là nước lèo gà nha, để cho cái bánh của mình ăn nó béo béo, nó ngon hơn và gọi là nó có thêm chất dinh dưỡng á. Còn nếu như các bạn không thích á, thì mình sử dụng bằng nước lạnh thôi cũng được. Sau khi cho lượng nước vào đủ rồi đó thì mình sẽ khuấy đều cái bột này lại nha, tại vì nó lắng bột ở phía dưới á, cho nên mình phải khuấy đều. Rồi mình đổ cái bột này vào trong một cái nồi. Nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Mình khuấy đều lên. Cho cái nồi bột này lên bếp và mình khuấy trùng bột, tức là mình làm cho bột nó nửa sống nửa chín. Mình nấu với lửa vừa vừa thôi nha và khuấy đều tay. Khi mà mình thấy cái bột nó sệt ở dưới cái đáy nồi nè thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống thêm một chút nữa và cũng khuấy liên tục ha. Khi mà bột nó sệt lại như thế này nè, mình vẫn tiếp tục khuấy đều tay nha, để tránh cho bột nó bị vón cục. Và khi bột nó được như thế này nè, tức là nó đặc đặc lại hơn nữa đó, thì mình sẽ tắt bếp và cho bột ra bên ngoài. Mình bắt ra bên ngoài nhưng mà mình vẫn khuấy nha các bạn, là tại vì cái bột nó đang còn nóng á, mình vẫn tiếp tục khuấy ha. Và đây là bột mới khuấy thêm khoảng 2 phút thì nó như thế này. Các bạn cứ đánh đều tay á, để cho bột nó không có bị vón cục đó, và nó có cái độ đặc thì như thế này. Tại vì nếu mà các bạn làm cho bột nó chín quá thì lát nữa mình gói bánh nó sẽ khó. Rồi bây giờ mình đi gói bánh nha. Để gói bánh giò thì Mấy Khôi sử dụng lá chuối. Ở đây mình có một miếng lá chuối to, thì mình cho cái mặt xanh đậm nó nằm phía dưới, tức là nó sẽ nằm phía bên ngoài của cái bánh. Và mình có thêm một miếng lá chuối nhỏ hơn thì cái mặt xanh đậm mình sẽ cho nó nằm bên trên, tức là nó sẽ nằm với cái lớp bột đó. Thì miếng thứ nhất mình sẽ đặt cái sóng nó nằm dọc, thì miếng thứ hai mình sẽ đặt cái sóng nó nằm ngang. Đó, như thế này nè. Và Mấy Khôi quét lên đây một ít dầu ăn để cho lát nữa mình hấp bánh xong mình lấy bánh ra cho nó dễ. Chỉ cần một lớp mỏng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp xéo cái lá chuối này lên. Đó, mình cho hai cái góc nó xéo với nhau, nó nằm lên như thế này. Rồi mình sẽ bẻ thêm một cái phần lá chuối lên. Đó, mình lấy tay mình vuốt, mình đè cho nó lá chuối nó dẹp xuống á. Rồi mình sẽ lật ngược cái lá chuối này lại. Và mình cũng gấp lên một lần nữa như thế này nè. Đó, rồi lấy tay vuốt. Thì ở đây các bạn chừa cái góc của nó là nó ngang ra như thế này. Đó, nó ngang ra như vậy nè. Hay là các bạn muốn làm cho cái góc nó nhọn luôn á, thì mình gấp cái lá cho nó sát vào luôn. Rồi mình vuốt. Nhưng mà ở đây thì Mấy Khôi không có làm góc nhọn, mà mình làm góc nó ngang ra nha. Thì mình bẻ nó ra như vậy nè. Rồi mình lấy tay mình vuốt cho lá chuối nó dẹp xuống. Thì cái cách mà xếp lá chuối này Mấy Khôi cũng đã từng chia sẻ trong video làm bánh giò trước đây rồi. Bạn nào xem rồi thì đã biết rồi ha. Còn bạn nào chưa xem thì bây giờ coi lại cho nó kỹ kỹ. Thì ở đây mình cũng làm xếp lá chuối lại thêm một lần cho các bạn dễ thấy nè. Cái phần lá mình bỏ lên mà nó dư thì mình có thể cắt bỏ đi. Đó, rồi mình cũng gấp xéo nó lên. Nhưng mà ở đây thì mình không có quét dầu ăn liền, mà mình gấp xong rồi thì mình mới quét dầu ăn ở bên trong nha. Mình dùng cái ly á, mình để cái lá lên trên để mình làm cho nó dễ. Còn bạn nào quen tay rồi thì không cần lót ly cũng được. Mình lấy cái lớp lá ở giữa như thế này rồi quét một lớp dầu mỏng lên. Thay vì các bạn quét ngay từ đầu lúc mình gấp lá thì bây giờ mình gấp xong mình quét cũng được nè. Đó, một lớp mỏng thôi. Giờ mình múc bột cho vào thì tùy theo các bạn muốn ăn bột nhiều hay ít mà mình cho ha. Đây, mình cho vào rồi mình lấy cái muỗng á, mình kéo cái bột, mình dàn cái bột lên trên cái lá như thế này. Nếu mà các bạn ăn bánh ít bột á, thì mình cho ít thôi rồi mình kéo một cái lớp bột thiệt là mỏng. Đây, mình kéo đều lên nè. Dàn bột xong rồi đó thì mình sẽ cho phần nhân vào. Thì mình cho một muỗng nhân vào rồi thì mình cho vào đây một cái trứng cút. Các bạn có thể cho một hay hai tùy ý. Không có trứng cút thì dùng trứng gà cũng được. Còn không thích ăn trứng thì bỏ qua. Mình cho trứng xong thì mình lại cho nhân vào, mình phủ lên cái trứng á. Đó, lượng nhân thì các bạn cho nhiều ít cũng tùy ý thôi. Cuối cùng là mình cho lên đây một lớp bột và dàn đều cái lớp bột này ra. Cho bột vào xong thì bây giờ mình gói lại nha, gấp cái lá vào như thế này nè. Rồi sau đó cho hai cái lá hai bên gấp vào luôn.
cái phần bột nó bị lem lên trên cái lá đó, thì mới khôi lấy cái khăn giấy mình lau đi. Mình gấp tới đâu á thì mình vuốt cái lá tới đó thì nó sẽ dễ gói hơn. Đây bây giờ nó còn cái phần lá bên trên thôi thì mình cũng sẽ gấp xuống, và cái phần lá dưa thì mình nhét vào bên trong như vậy nè. Đó, vậy là xong một cái bánh giò. Mình gói như thế này không có cần khuôn và nó cũng rất là nhanh. Nếu các bạn thích thì có thể cột thêm dây nữa, còn đây mới khôi không có cột nha, mình chỉ để như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xếp bánh vào trong cái sửng hấp và đem đi hấp. Nước sôi thì mình cho sửng bánh vào và đậy nắp kín lại. Mình hấp cái bánh này trong vòng từ 25 cho tới 30 phút, tùy theo các bạn gói bánh to nhỏ nữa. Đây nồi bánh mới khôi hấp nãy giờ nè. À, bánh nó chín rồi đó các bạn. Thì bây giờ nó rất là nóng, mình sẽ đợi cho nó bớt nóng rồi mình mới thưởng thức ha. Voilà, vậy là món bánh giò mấy khôi đã làm xong rồi nè. Đây bây giờ mình sẽ lấy một cái ra để mở xem bên trong như thế nào nha. Mấy khôi chọn cái này nè, cái lá nó hơi rách tai tua một chút xíu, mình mở ra trước. Cái bánh bây giờ nó bớt nóng nhưng mà nó vẫn còn nóng á các bạn. Đây mình sẽ mở nó ra nha. Đây cái bánh giò bên trong nè, mình khôi lật cái bánh lên cho nó đứng lên cho các bạn thấy cho rõ. Mình lắc hay là mình lấy cái muỗng mình gõ vào cái bột bánh á là các bạn thấy nó rung rinh nè. Đó, cái bánh bột nó rất là mềm luôn và rất là thơm mùi lá chuối. Mình khôi thấy ăn bánh giò nó ngon là nhờ có cái lá chuối á. Giờ mình khôi lấy cái muỗng mình xắn cái bánh này ra nha. Đó, các bạn thấy cái bột của cái bánh nè, nó rất là mềm. Bên trong thì nhân thịt nấm mèo, trứng cút. Đó, mình lắc lắc là nó rung rinh. Ăn cái này thì mấy khôi thích ăn kèm với lại tương ớt. Rồi mình có đồ chua hay là dưa leo mình ăn cùng á, cũng rất là ngon và nó cũng đỡ ngán nữa. Thì nếu bạn nào thích làm bánh giò hoàn toàn bằng bột gạo giống Mai Khôi thì vào bếp cùng làm với Mai Khôi nha. Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở Biên Tố.